Bạn có biết các nốt sần trên lá sum thực chất là gì không? Các nốt sần trông như mụn trên lá sum thực chất là gì nhỉ? Sum được xem là loài cây gần gũi, xưa nhất được con người thuần hóa với gần 29 giống khác nhau. Sum cung cấp nhiều calori, 74 kilocalo, 100 gr, nhiều khoáng chất đặc biệt là calcium, potassium, magnesium, phosphor, vi lượng như sắt, chất xơ và vitamin nhóm B, C, A, retinol, E và K. Không biết từ bao giờ, sum trở thành một trong những thực phẩm không thể thiếu trong ẩm thực Hà Thành. Đọc sum, lá sum, quả sum được hô biến thành những món ngon khó cưỡng. Nói về sum, người ta có thể kể đến vô vàn các món ngon từ loài cây này. Từ quả sum muối sổi, quả sum muối chua. Đáng nhớ nhất phải kể đến món lá sum ăn kèm với nem phùng. Vị ngọt, béo, giòn của nem quyện mùi thơm của thính, vị chát của lá sum, chua cay của nước chấm ngon ngất ngây. Thế nhưng, đôi khi nhiều người lại thắc mắc tại sao lá sum ăn kèm đôi khi lại xuất hiện những nốt sần kỳ lạ, trông giống như những mụn nổi lên như vậy. Các lá như vậy được gọi là lá sum dị tật, sum cốc hoặc lá vả. Tuy nhiên, bạn có biết nốt sần ấy thực sự là gì không? Sự thật về các nốt sần trên lá cây sum. Thực ra, đây cũng là một thắc mắc được nhiều người nuôi cây cảnh trên thế giới đưa ra. Có người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cây sum đang mắc bệnh. Người khác thì nghĩ đơn giản là cấu tạo của nó như vậy, không khác được. Nhưng sự thật thì không chỉ lá sum, mà nhiều loại lá khác cũng có thể xuất hiện các nốt sần tương tự. Đó không phải là bệnh, mà là dấu hiệu cho thấy côn trùng và một số loài sâu ký sinh đã tấn công lá cây. Lá xuất hiện các nốt sần cũng giống như phản ứng nổi mề đay trên da của con người khi bị dị ứng vậy. Nhiều người đến đây có thể lo ngại các nốt ấy là trứng sâu bọ. Nhưng hãy yên tâm. Ở thời điểm bạn thấy những nốt sần xuất hiện thì con sâu tấn công cái lá đã rời đi từ lâu rồi, và bản thân các nốt sần cũng rất hiếm khi có chứa trứng của sâu. Ngoài ra, chỉ có các lá tươi, mới mọc từ chồi mới dễ xuất hiện phản ứng này. Còn nếu lá đã già mới bị tấn công, thì rất hiếm khi nốt sần xuất hiện. Tuy nhiên, với trường hợp nốt sần mang màu sắc quá khác biệt so với lá cây, ví dụ đỏ cam, và dễ dàng gỡ bỏ thì bạn nên cẩn thận. Đó đích thực là trứng côn trùng đấy. Ăn lá có nốt sần có sao không? Cho đến thời điểm hiện tại thì không có nghiên cứu khoa học nào nói về vấn đề này. Nhưng trong đông y, lá sum có nốt được xem là tốt hơn những lá bình thường, có thể chữa khỏi được nhiều bệnh cực kỳ khó chịu như bệnh gan, nhức đầu, làm thuốc bổ cho người ốm. Người nào không nên dùng lá sum? Mặc dù đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời, song lá sum có ăn được không lại cần tránh ở một số đối tượng như bị xuất huyết trực tràng hay âm đạo không dùng cho đến khi ngưng chảy máu. Lá sum có khả năng giảm lượng đường trong máu, tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Song người đường huyết thấp cần tránh sử dụng. Người bị bệnh thận uống nước hoặc ăn lá sum nhiều có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.